em mình sẽ đi lên nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa để mà tham dự thánh lễ, và mình muốn quay cái ngôi thánh đường của Bà Rịa này cho gửi đến cho các bạn xem. Cảnh của khuôn viên của nhà thờ là hai bên là thánh Phêrô và Phaolô.
ơi, để xong rồi hai chị em mình sẽ đi ăn sáng vào quán bún bò Huế ở trên thành phố Bà Rịa ăn nha các bạn. Mời các bạn dùng chung với hai chị em mình nhé. Ấm áp bên người thân. Hẹn gặp lại các bạn vào clip ngày mai. Bye bye.